Xin chào các bạn cả thính giả thân mến Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phố Chuyện Đêm Và ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày của kênh Mình xin gửi đến các bạn một câu chuyện ngắn rất hay và hấp dẫn Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi nghe chuyện Đã gần 7 giờ tối mà gánh hàng khô của bà Thìn vẫn đầy ắp Nhìn bốn xung quanh thì mọi người đã dọn hàng sắp xong Người mua kẻ bán đã dần lác đác, chợ bắt đầu tan. Bà Thìn thở dài trong sự buồn bã, chợ đi thì xa, quốc bộ cũng phải gần mất một tiếng đồng hồ mà giờ chẳng bán được bao nhiêu. Bà không lo là sẽ hỏng hàng mà bà chỉ sợ lần này về. Lão chồng vũ phu của bà sẽ lại động chân động tay vì không có tiền cho lão mua rượu. Đang ngồi thẫn thờ thì có một người đàn ông trung niên bước tới. Thế vẫn chưa dọn hàng hả cô em? Còn người mua nữa đâu mà ngồi đây? Em cũng cố ngồi ra 10 phút nữa rồi cũng về đây bác à. Bác có mua gì ủng hộ cho em không? Tôi chỉ có mua người thôi, cô có bán thì bán. Mà cô hình như không phải là người khu này đúng không? Mới thấy ngồi ở đây có mấy lần. Bác cứ đùa em. Vâng, em là người dưới Phúc Hải cơ, chợ làng khó bán quá, nên em mới phải mang lên tận đây ạ. À. Từ đây về nhà em cũng phải gần tiếng đồng hồ đó bác. Sao vậy cơ à? Cô gánh hàng ra chỗ gã ba kia, đối diện cây bàng là nhà tôi để tôi ủng hộ cho một ít rồi về mà nhìn cô trông xinh xắn thế này lẽ ra phải đắt hàng mới đúng hay sáng nay ra ngõ lại gặp vía dữ rồi em cảm ơn bác ạ em thì xin cái nỗi gì đâu nhìn cứ như con cú thế này người ta nhìn cũng sợ nên chẳng ai mua đấy may quá bác ủng hộ em bà Thìn non nả gánh hàng về phía nhà ông canh hy vọng ông ấy ủng hộ được nhiều nhiều để bà về cho vui lòng Chẳng là bà là dân vùng biển, anh em nhà chồng đi biển đánh bắt cá. Cá tươi bán không hết thì đem đi phơi khô rồi bán dần. Số cá này của bà cũng để được một thời gian rồi, cứ gánh đi rồi lại gánh về. Không bán được thì lão chồng nó chửi, nó đánh, mà đi chợ thì vất vả quá. Ông canh đi sau gánh hàng của bà, thấy cái dáng liêu siêu mà ông cũng phì cười, vừa đến nơi thì ông nói. Bà nhặt hết các con cá ngon nhất ra đây cho tôi, để tôi mang đi cho hàng xóm, chứ về đây bà bán một tuần cũng không hết. Ôi quỳ hóa quá, may em gặp được anh, chứ nếu không em nuốt nước mắt vào mà đi về đấy. Thế sao bà không tà tốt nhờ ở đâu đó, khi nào bán hết hàng rồi về nhà, sao lại cứ quốc bộ xa xôi như vậy? Thủ thực với anh, em cũng muốn như vậy lắm, mà lão chồng em nó không đồng ý, nó phải hành hạ em mới chịu được, em khổ lắm anh ạ. Tưởng cô tà túc lại thì tôi cho ở nhờ nhà tôi vẫn còn mấy phòng trống mà cô cứ ở lại đi, kệ cha nó. giờ mà quốc bộ về đến đêm mới về đến nhà à? vào đây cơm nước với tôi rồi nghỉ lại, mai mang hàng ra chợ mà bán tiếp. em cảm ơn anh nhưng em không dám đâu ạ. À. ai lại vào nhà đàn ông ta túc bao giờ? vợ anh nhìn thấy chẳng đuổi thẳng cổ em ra đường. tôi bỏ vợ rồi, con cái thì bộ đôi chuyên nghiệp hết, giờ chỉ còn mỗi thân già này ở đây thôi. lần sau cần nghỉ ngơi hay cơm nước gì thì cứ đến đây. Không phải cơm hàng cháo chợ làm gì Cứ vào đây cơm nước với tôi cho vui Dạ em cảm ơn anh nhiều Tự nhiên em gặp lại được quý nhân Không có anh quả này Vì thằng chồng em nó ra em chết Đây cá của anh đây Em lấy rẻ cho anh vài giá Em chọn loại ngon nhất cho anh đấy Bà Thìn hồ hởi Vì vớ được khách sộp chưa bao giờ bà bán cho ai mà lại được nhiều hàng thế này. Không những thế ông khách còn vui vẻ tốt bụng. Tự nhiên hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu bà làm bà phải so sánh người đàn ông đó với thằng chồng vũ phu của mình. Thế rồi chặng đường quốc bộ về nhà của bà bắt đầu vẫn đường xa, vẫn cực nhọc nhưng hôm nay bà vui hơn, phấn khởi hơn nên hình như quãng đường đó hình như ngắn lại. Bà Thìn thì năm nay đã ngoài 50 do vất vả sớm tối nên nhìn bà rất là khắc khổ gương mặt thì có chút đượm buồn vì trải qua cả một hôn nhân tàn khốc. Được cái ông trời phú cho một gương mặt dễ nhìn đầy đặn, một nụ cười phúc hậu nên bà được mọi người xung quanh rất là quý mến. Bà đẻ được ba đứa con, đứa út năm nay mới 15, còn hai đứa lớn thì đã đi làm nhưng lâu lâu mới về thăm bà một lần. Cuộc sống của bà thì chỉ có thể diễn tả bằng hai từ vất vả và đáng cay khi lấy phải một người chồng vũ phu. Bà luôn ao ước có được một cuộc sống bình yên như những gia đình khác. Sớm tối vất vả với công việc nhưng lão chồng thì luôn mang bà ra hành hạ. Cứ hôm nào mà không có rượu là biết tay với lão. Hôm nay gặp được một người đàn ông tốt bụng, bà cảm thấy rất là vui vì cuộc đời bà chưa bao giờ gặp được một người đàn ông tử tế như vậy. Trong một khoảng lặng nào đó, bà luôn ao ước mình có một cuộc sống mới, có một người chồng như thế. Ông Cảnh là bộ đội về hưu, năm nay cũng đã gần 60. Ông chia tay vợ từ năm ông 50 tuổi, cứ thế ở vậy đến tận bây giờ. Cũng rất nhiều người chủ động đến tìm ông bầu bạn, nhưng ông chưa đồng ý một ai. Nhà ông thì cách chợ có vài trăm mét, cứ lúc nào buồn thì ông lại lang thang quanh khu chợ để trò chuyện với mọi người. Ông đã để ý bà Thìn từ vài hôm trước khi bà về đây bán hàng, thấy bà cười nói dịu dàng với những người xung quanh nên ông bắt đầu ấn tượng. thi thoảng ông cứ lượn qua lượn lại quan sát bà nhưng bà Thìn thì không hay biết. Tuy ngày hôm qua về muộn nhưng sáng nay ông cảnh đã thấy bà thìn bán hàng ở chợ từ sớm ông tìm đủ mọi cách để tiếp cận bà cô hôm nay đi chợ sớm thế hôm qua về thằng chồng có khen không ôi anh anh đi đâu mà lại qua đây hôm qua em bán được nhiều hàng có thêm chút tiền mua rượu cho nó nên nó cũng không hành hạ em anh à tôi đi chút công việc rồi tiện thể qua hỏi thăm bà bà có cần người bán hàng phụ không để tôi ngồi đây với bà cho vui dạ thôi anh ạ à, em không muốn làm phiền anh vừa lại anh ngồi đây người ta lại hiểu nhầm anh tán tỉnh em thì chết ôi dào cả cái chợ này thì còn ai lạ gì anh mà tán tỉnh mà cũng có sao đâu cô cứ quan trọng hòa vấn đề ôi không được đâu anh ơi em đã có chồng con rồi ai để người khác tán tỉnh mình thôi em cảm ơn anh nhiều nhá thì trưa nay bà vì ăn cơm với tôi cho vui tôi ăn cơm một mình buồn lắm em cảm ơn anh nhưng em không dám đâu em mà vào đó người ta lại đánh giá chết cô không phải ngại Tôi quỳ cô thì tôi mới mời vào nhà ăn cơm. Nếu cô thể ngại thì vào sớm nấu giúp tôi một bữa cơm rồi tôi với cô cùng ăn. Bà Thìn thấy ông cải mời nhiệt tình quá thì cũng ngập ngừng. Vâng, để em xem thế nào đã có gì rồi em qua. Bà có chút khó hiểu tại sao ông ấy lại đối tốt với mình như vậy. Không biết ông ấy có ý gì không? Ngồi suy nghĩ miên man rồi cũng đến 10 giờ. Nếu không có lời mời của ông thì bà lại phải mất mấy nghìn tiền cơm mà người ta mời nhiệt tình quá mình không vào thì cũng ngại thế rồi bà quay gánh hàng đi thẳng về phía nhà ông cảnh thế bà lấp ló ở ngoài cửa ông cảnh chạy ra bà cứ để bánh hàng vào đây rồi vào trong nhà ngồi chơi nấu cơm ăn cơm với tôi bà không phải ngại gì cả em thấy làm phiền bác quá tự nhiên bác tốt với em như thế này em khó sửa ghê hay là để em góp chung với bác mấy con cá cho em đỡ ngại bà không phải ý tứ như thế có gì ăn đấy tôi không quan trọng bữa ăn đâu Bà Thìn bước vào nhà quan sát bồn xung quanh. Bà cảm thấy ngôi nhà này rất ấm áp. Đồ đạc trong nhà được sắp đặt một cách gọn gàng. Những bức ảnh ông chụp thời kỳ bộ đội được treo trang hoàng ở giữa nhà. Bà mỉm cười rồi nói Anh ngày xưa trông ách quá. Thế này mà vợ anh còn bỏ anh thì em cũng đành chịu. Nhìn tôi thế này thôi nhưng bên trong cũng khó hiểu lắm đấy. Tôi và vợ tôi không hợp nhau cả thể xác lẫn tinh thần nên bà ấy mới bỏ đi. Sao lại thế hả anh? Nhìn anh thế này người đàn bà nào chẳng mê Ông Cảnh cười trừ Chuyện của tôi khó hiểu lắm Bà quan tâm làm gì cho nó mệt người Như có vẻ đồng cảm với ông Cảnh Bà Thìn cũng chia sẻ Em lấy chồng từ năm 20 tuổi anh ạ Sống với chồng từ đó đến nay Đã ba mặt con Nhưng chưa bao giờ em thấy hạnh phúc Sống với chồng mà cứ như kiểu đi đẩy vậy Nhiều khi tuổi thân lắm Mà không biết tâm sự với ai cuộc đời em cũng chỉ mong có một người đàn ông tâm lý vui tính và hào hoa như anh vậy nhưng cái số em nó khổ vừa phải thẳng chồng không ra gì nên nhiều lúc em rất buồn bà hãy coi tôi như là một người bạn có điều gì thì cứ tâm sự tôi thoải mái lắm nên bà không phải ngại gì đâu bà thì nhìn ông bằng một đôi mắt âu yếm chưa bao giờ bà gặp một người đàn ông nào lại tâm lý như thế này và cũng chẳng hiểu sao tự dưng đi bán hàng mà lại đi vào nhà ông cảnh ngồi tâm sự đã thế, lại còn được mời cơm nữa. Có lẽ chắc do bà cảm thấy tủi thân và yếu lòng khi nói chuyện với ông. Bà cảm thấy giải tỏa được những bí bách ở trong lòng mà chưa bao giờ được nói ra. Không biết do nhân duyên thế nào mà bà lại được ông gặp một cách bất ngờ như vậy. Bà quan sát xung quanh rồi đi xuống bếp. Anh để hôm nay em nấu cơm cho, coi như em đóng góp thì không, chút nữa em ăn mới thấy ngon. Vừa nhặt sau, bà vừa hỏi ông Cảnh. Sao anh không đi bước nữa, tìm một người về bầu bạn lúc tuổi già, chứ cứ một mình thế này, lúc trái gió giờ trời thì khổ lắm. Tôi cũng muốn tìm một người về san sẻ, nhưng tìm mãi mà chẳng có ai, tôi lại thích cái kiểu phụ nữ như bà đấy, chẳng qua bà có chồng con rồi, trừ nếu không là tôi tán tỉnh bà về làm vợ rồi. Anh cứ trêu em, nhìn em có khác gì con yêu quái đâu, cho trên đời chẳng có ai lại xấu như em, anh cứ động viên em làm gì. Bà cứ hạ thấp mình như vậy, tôi thấy bà rất duyên dáng, Mỗi tội vất vả thì gương mặt nó sạm vào thôi, dáng người bà còn đẹp hơn cả mấy bà trên huyện này đấy. Chết, anh còn để ý cả dáng người em làm gì, già cả rồi, để ý làm gì mấy cái đấy hả anh? Chắc do tôi và bà có duyên từ kiếp trước, nên kiếp này mới gặp nhau như vậy. Nhìn thấy bà là tôi đã thấy có cảm tình rồi, bà khác với vợ cũ của tôi rất nhiều. Nghe ông Cảnh nói vậy thì bà thì cũng cảm thấy tự tin hơn, đỡ ngại hơn. Bà tập trung vào nấu một bữa cơm thật ngon, coi như là trả ơn ông Cảnh đã quan tâm tới mình. Ông Cảnh thì cứ ngồi ở trước ghế ở góc chỗ bếp rồi âm thầm quan sát, nhìn thấy bà ấy chăm chỉ làm việc mà ông cứ tưởng tìm cười. Bà cứ nấu cơm xong đi, lát nữa tôi tặng bà một món quà. Bà thì ngạc nhiên. Chết chết, anh ơi, em không nhận cái gì đâu. Anh mời em ăn bữa cơm là đã quỷ hóa lắm rồi, còn quà cáp gì nữa, em cũng có là cái gì của anh đâu mà anh lại tặng quà. Thấy anh tốt thế này, em đã cảm thấy phiền lắm rồi. Quanh đi quẩn lại thì bữa cơm cũng đã xong, bà Thìn sắp ra một mâm cơm gọn gàng, nhìn trông rất hấp dẫn. Sau đó hai người vừa ăn vừa tâm sự, cuộc trò chuyện trở nên rất vui vẻ và lầm ấm. Hai người trở nên thân thiết hơn, cách đối xử của bà Thìn với ông Cảnh cũng không còn ngại ngủ nữa mà dần đã trở nên tự nhiên. Có bao nhiêu tâm sự trong lòng, bà mang ra giải bày với ông hết, còn ông Cảnh thì luôn lắng nghe, luôn thể hiện sự quan tâm chia sẻ, làm bà Thìn rất cảm động. Em rất may mắn khi gặp được một người bạn như anh. Từ quê lên mà gặp được một người đối xử tốt với mình như thế này, em trân trọng lắm. Nhưng em cứ cảm thấy mắc nợ anh cái gì đó. Cô không phải ngại đâu, hãy cứ coi tôi là một người bạn chân thành thôi. Chờ tôi một chút, tôi lấy cho cô một món quà. Ông cảnh bước ra với một cái túi đỏ trên tay, vừa đi vừa cười, ông nhẹ nhàng móc túi đồ ra, thì đó là mấy bộ quần áo nhìn mới tinh. Đây, tôi tặng bà mấy bộ quần áo đây, tôi thấy bà quần áo tả tơi hết rồi, Tôi quý thì tôi mới tặng đấy Trời ơi em không dám nhận đâu Em có là gì của anh đâu Mà lại đi nhận quà Anh để lại tặng cho người khác quan trọng ấy Con nhà quê như em Thì sao dám nhận quà của anh cơ chứ Tôi đã mua rồi Thì bà cứ vui vẻ nhận đi Nhưng sao anh lại tặng em Em chẳng giúp anh được cái gì Sao em dám nhận cơ chứ Bà Thìn tỏ ra bất ngờ Cuộc đời bà chưa được ai tặng quà bao giờ Mà lại là mấy bộ quần áo mới Đối với bà, nó rất là giá trị. Cũng phải, một tuần chợ mới có thể mua được mấy bộ như thế này. Bà cố để túi đồ về phía ông Cảnh. Em cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em không thể nhận món quà này được. Bà cứ nhận cho tôi vui, tôi đã mất công đi mua rồi. Nếu bà không nhận, thì tôi cũng vất đi thôi. Trước sự nhiệt tình và thúc ép của ông Cảnh, thì bà thì cũng lưỡng lự nhận. Sao anh lại đối xử tốt với em thế? Em không biết trả ơn anh như thế nào nữa, mà tự nhiên anh đi tặng quần nào cho em, Em... em thấy ảnh này quá Thì bà cứ biết tôi yêu quý bà là được rồi Bà vào trong buồng Thay bộ quần áo mới này vào cho tôi ngắm xem Có vừa không Em thấy xấu hổ lắm Bà cứ vào thay đi Nếu không vừa thì tôi còn đổi cho bộ khác Nhưng... nhưng sao anh lại tặng em Bà không phải nhưng như gì hết Bà cứ đi vào thay đi Bà thì ngượng ngùng đi vào trong buồng Rồi sau đó bước ra Với một bộ mặt đỏ tìa tai anh nhìn em mặc thầy có vừa vặn không? Nhìn thấy bà Thìn trong một bộ dạng mới, ông Cảnh tỏ ra ngạc nhiên. Đúng là người đẹp vì lụa, lùa tốt vì phân. Ông Cảnh đờ đẫn ngắm nhìn bà bằng đôi mắt lim dim, miệng lắp bắp không nói thành lời. Nhìn em đẹp quá, ăn vận thế này, khác gì gái chợ huyện đâu, chẳng giống một bà cô bàn cá khô ngoài chợ tí nào. Nhưng phải công nhận rằng bà Thìn mặc bộ đồ này nhìn rất vừa vặn, nó làm tôn cái dáng của bà lên biến bà từ một người phụ nữ quê mùa thành một người đàn bà sáng sủa. Cái ánh mắt đam chiêu của ông Cảnh làm bà thấy mất tự nhiên. Sao anh nhìn em đàm đuối vậy? Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta đầy thôi. Em thay đổi ra để còn đi chợ, chứ mặc bộ này ra ngoài người ta cười chết. Nhìn gương mặt của ông lúc này thì không còn có vẻ nào là một chút đàng hoàng. Lúc bà thì đi vào trong, thay đồ thì ông cũng âm thầm đi theo. Ông đứng ở ngoài cửa nhìn trộm bà qua khe cửa. Đài gương mặt dâm dê hiện lên một cái rõ rệt. thấy bà chuẩn bị bước ra, thì ông nhanh chóng bước ra phòng khách. Thì tối nay có về đây ngủ không? Anh cho ngủ nhờ. Em làm phiền anh quá rồi, tối em vẫn phải về anh ạ. À, còn chồng con ở nhà nữa, có khi ngày mai em lại lên sớm. Sau một lời cảm ơn rồi rít, thì bà lại quẩy gánh hàng đi ra ngoài chợ. Chưa buổi chợ nào mà bà lại vui vẻ như thế này. Cứ nghĩ về mấy bộ quần áo, về hình ảnh người đàn ông tốt bụng, bà lại nở nụ cười gương mặt chất chứa niềm hạnh phúc. Tự dưng bà cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó rất đặc biệt dành cho ông Cảnh. Không những trân trọng, mến mộ mà nó là một luồng cảm xúc mới lạ, một sự rung động rất khó tả. Dù vẫn chưa hiểu lý do ông ấy tặng quà cho mình nhưng bà vẫn cảm thấy sao xuyến. Bà hiểu rằng với một người phụ nữ đã có chồng con thì cái việc nhận quà của một người đàn ông xa lạ là điều tối kỵ. Nhưng bà tự an ủi rằng Ông Cảnh là người tốt, là một người vô tư, không có ý đồ sâu xa nên bà mới dám chấp nhận điều đó. Rồi một ngày nữa lại trôi qua, bà lại quẩy hàng gánh đi thẳng về cuối con đường nơi mà người chồng đang ở nhà chờ sẵn. Bà đang phải đau đầu để tìm lý do khi có được mấy bộ quần áo mới này, chắc chắn bà không thể dám nói với ông là mấy bộ quần áo này mình mua, vì nếu nói như vậy, chắc lão chồng của bà không để yên cho bà ỉa rượu còn không có mà uống thì lấy tiền đâu mà mua quần áo mới cho bản thân mà nếu nói có ông nào tặng thì lại càng chết nên bà định bảo là cô em gái tặng bà mà thôi suốt cả đêm đó bà luôn nghĩ tới ông cảnh dù đã cố gắng không nghĩ đến nhưng hình ảnh của ông cảnh vẫn cứ xuất hiện trong đầu bà ăn cũng nghĩ làm cũng nghĩ có lúc ngủ trưa cũng nghĩ bà cũng không hiểu tại sao hình ảnh của ông lại xuất hiện ấn tượng trong đầu bà như vậy rồi cả những băn khoăn trong đầu Tại sao ông ấy lại tặng quà cho mình? Ông ấy tặng quà cho mình vì mục đích gì? Làm gì ở trên đời lại có một người đàn ông tốt bụng đột xuất như vậy? Mà bản thân mình thì có cái gì để ông ấy lợi dụng đâu? Những câu hỏi cứ đan xen lẫn nhau bà không biết phân định thế nào. Buổi sáng hôm sau bà lại thong thả gành cá lên trên chợ huyện với một tâm thế rất phấn khởi. Ở trên đó không biết có cái điều gì mà làm bà hào hứng đến thế. Ngồi bán hàng mà bà cứ ngó trước ngó sau kiểu như đang trông trông mỏng ai đó. Đôi mắt bà luôn hướng ra phía chỗ nhà ông Cảnh, ngồi được một lúc thì ông Cảnh đã xuất hiện, vẫn là một phong thái hào hoa nho nhã. Trưa nay bà lại về ăn cơm với tôi nhá, bây giờ tôi đi mua ít đồ, bà về sớm rồi cùng nấu cơm ăn với tôi. Bà Thìn cúi gầm mặt xuống để che bớt đi cái vẻ thẹn thùng của mình. Cứ làm phiền anh như vậy, em ngại lắm, anh đối xử tốt với em như thế này, em chẳng dám gặp anh nữa đâu. Ông Cảnh cười tủm rồi quay đi, nói vọng lại với bà. Tôi chờ bà ở nhà đấy Miệng thì nói từ chối Nhưng trong lòng bà rất hào hức Mới chỉ có vài ngày biết nhau Mà bà đã thổn thức như thế này Có khi nào bà thì đã phải lòng ông Cảnh rồi không Bà nóng lòng chờ đến buổi trưa Rồi nhanh nhẹn gánh hàng của mình Về phía nhà ông Cảnh Bà lấp ló ngoài cửa thì ông gọi vào Bà cứ đi vào trong này đi Còn ngại cái gì nữa mà đứng ngoài đó Bà Thìn vẫn giữ một tâm thế e thẹn ngại ngùng như kiểu gái 18 về nhà chồng vậy ông cảnh thì tỏ ra vui vẻ hòa nhã chào đón niềm nở gây sự chú ý với bà bà thìn thì nhẹ dạ cả tin không thể nghĩ rằng cái cách ông cảnh đối xử chỉ là giả tạo mà thôi ông ấy cố gắng quan tâm là để bà chết dần chết mòn trong tâm hồn để khi ông thu phục bà thì sẽ dễ dàng hơn mục đích của ông tiếp cận bà không phải là vì sự quý mến mà chính là cái nhu cầu dục vọng của ông luôn luôn cháy bỏng ông đang muốn tìm một người phụ nữ để giải quyết cái vấn đề đó của mình Bà thì chưa biết nhiều về ông, vẫn luôn nghĩ ông là một người tốt. Nhưng thực ra, ông là một người khôn khéo và rất mưu mẹo trong chuyện tình cảm. Ở cái chợ này thì không biết bao nhiêu bà, bao nhiêu em, bao nhiêu cháu đã qua tay ông cảnh cũng chỉ vì lời nói nhẹ nhàng ong bướm mà bị quyền rũ. Thế bà thì vẫn trong một bộ đồ quần áo cũ kỹ nhăn nhúm, ông liền bảo. Thế bộ đồ hôm qua tôi mua cho bà ở đâu, bà không mặc à? Em muốn để dành nó khi nào có sự kiện nào thật quan trọng, em mới dám mặc, chứ đi chợ mà mặc quần áo mới, em thấy ngại và tiếc lắm. Có gì mặc thoải mái đi, thì nào cũ, tôi lại mua cho bộ đồ mới, nó là bộ quần áo, chứ có phải đồ vật gì quan trọng đâu, mà giữ gìn. Nói rồi, ông lại đi thẳng vào trong buồng, lấy ra một bộ đồ ngủ màu đỏ tươi. Đây, cô thay bộ này ra để nấu ăn sinh hoạt cho nó dễ chịu, chứ cứ mặc bộ quần áo dài thế này, tôi cũng thấy khó chịu lắm bà thìn mắt chữ a mồm chữ o tỏ ra bất ngờ thêm một lần nữa thôi anh ơi em bảo thế này cũng được làm phiền anh quá anh đã cho em ăn cơm rồi mà cứ quan tâm em thế này em rất khó xử cô cứ vào thay ra đi cho nó thoải mái thấy ông cảnh nói vậy thì bà thìn cũng phải nghe theo bà đem bộ quần áo vào trong rồi thay lên bộ quần áo mới bà thìn rất bất ngờ khi ông cảnh đưa cho mình một bộ quần áo ngủ cằn cũn mỏng dính Cả cuộc đời bà chưa từng mặc bộ quần áo nào, nó lại khó diễn tả như thế này. Bà lấy một chiếc áo che đôi chân của mình rồi tiền ra căn bếp. Anh ơi, sao anh lại đưa cho em bộ quần áo ngắn thế này? Thôi, chắc em chẳng dám mặc đâu. Ôi, thấy cô mặc bộ này đẹp, nhìn trông dáng dấp phết đấy. Trừ cứ quên mổ cục mịch như trước thì chồng nào nó chẳng ghét. Đôi khi cô cũng phải thay đổi bản thân đi một chút. Nhưng em thấy xấu hổ lắm em chưa bao giờ mặc bộ đồ nào mà lại ngắn để lộ hết chân tay thế này em là đứa gái quê lại già rồi mặc thế này chắc không hợp đâu anh ạ cô cứ mặc đi ở đây có ai đâu mà ngại khi nào cô đi chợ thì lại thay ra do cả nề ông cảnh nên bà thìn cũng đành phải nghe theo khi bắt đầu công việc nấu cơm của mình thì ông cảnh cứ ngồi sau ngắm nghĩa bà quả thực bà thìn mặc bộ đồ này rất đẹp tuy đã già nhưng là da bên trong của bà rất trắng và mịn màng đôi chân thì thẳng tắp, không có một vết sẹo nào. Bộ đồ ngủ hơi bò sát, nên khúc nào ra khúc đấy. Nên ông Cảnh còn cảm thấy bất ngờ. Bà Thìn thì cứ giòn ra giòn rén không được tự nhiên. Ông Cảnh vẫn chăm chú quan sát, ngắm lên ngắm xuống. Đôi mắt thì cứ đâm chiêu dán chặt vào đôi chân và cặp mông của bà Thìn. Miệng thì cứ hào hốc mồm như kiểu chết đói. Bà vô tình quay ra thấy ông cứ chăm chú nhìn mình làm bà cũng hoảng hốt. Anh đừng nhìn em như thế, em ngại đấy. Em đẹp thì anh mới nghỉ chứ Anh không ngờ bên trong em lại chẳng như vậy Có khi còn chẳng hơn cả vợ cũ của anh Thôi em xin anh đấy Anh đừng có nói vậy làm em sợ Em cũng chẳng hiểu tại sao Tự nhiên em lại táo bạo như vậy Ở nhà mấy chục năm nay Chưa bao giờ mà còn ngắn thế này Mà vào nhà anh em lại dám ăn mặc thế này Cũng may là ở xa quê Chứ nếu ở làng ai mà nhìn em Chắc người ta đánh giá em chết Mắt ông cảnh thì vẫn cú bọ nhìn ngắm bà thìn không chớp mắt, cứ đứng lên lại ngồi xuống, rồi đi đi lại lại. Lúc bà thìn ngồi dưới nhặt rau thì ông đứng ngó ở trên như kiểu đang tìm kiếm một điều gì đó. Đôi mắt hào hào của ông như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống bà thìn ngay lập tức. Khi cơn rủ vọng trong người nổi lên một cách mạnh mẽ thì ông cảnh đã không kiềm chế nổi được mình. Ông bắt đầu ngồi xuống đưa bàn tay lên chạm vào đầu gối của bà thìn làm bà dễ nảy ngã ngửa ra đằng sau. Ôi, anh làm gì vậy? Sao anh lại hành động như thế? Thôi, em không dám ở đây nữa đâu. Anh tự nấu cơm mà ăn đi. Giờ này thì bà mới bắt đầu hiểu được về con người ông Cảnh. Nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bà trước đây. Giờ bà đã biết vì sao ông ấy lại tốt với mình, lại tặng quà cho mình. Thấy gương mặt bà đổi sắc, ông Cảnh lại dùng cái lời nói văn vở để trấn an bà Thìn. Anh chờ em có tí thôi, không có vấn đề gì đâu. Em cứ nhặt rau tiếp đi, chứ hôm nay anh đói lắm rồi. Bà Thìn có chút hoảng loạn trong đầu và cũng bắt đầu sinh nghi về ông lão này. Chẳng tự nhiên mà ông ấy lại đối xử tốt với mình như vậy. Ánh mắt của ông không thể che giấu đi được cái sự dâm dê, đề hèn của mình. Bà bây giờ thì đã hiểu mục đích của ông cảnh là gì rồi. Nhưng do cả nể nên bà cũng đành hậm hực cho qua. Bà lại tiếp tục lao vào nấu cơm nhưng có vẻ đề phòng hơn trước. Ông cảnh thấy cách phản ứng của bà Thìn quyết liệt nhưng cũng không dám một lần tới nữa. Đến khúc này thì ông tự thấy rằng bà Thìn không phải là loại phụ nữ dễ ăn như ông nghĩ nên ông bắt đầu đổi bài quan tâm hỏi han bà. Thế một ngày em đi chợ vất vả thế này thì được bao nhiêu tiền? Thấy ông Thìn đàng hoàng trở lại nên bà cũng vô tư trả lời. Chẳng được bao nhiêu đâu anh ạ, từ sáng đến tối chắc cũng chỉ kiếm được hơn hai chục nghìn thôi, cũng chẳng bỏ công sức đi đi lại lại đâu. Nhưng ở nhà không có việc làm nên em mới phải vất vả như thế. Có vẻ như ông Cảnh đã bắt được thóp của bà Thìn nên ông trả lời ngay. Thế bây giờ có một người cho em ngày 100 000 chỉ người ngồi chơi với họ thì em có đồng ý không? Trên đời làm gì có công việc nào như thế hả anh? Nếu mà có thì chắc chắn em đồng ý ngay. Lúc này nên mặt của ông Cảnh lại biến đổi một cách nhanh chóng. Ông đưa tay vòng qua eo bà Thìn rồi nói nhỏ. Nếu em chịu khó bầu bạn với anh thì anh sẽ trả em gấp 5 lần số tiền em đi chợ kiếm được Em chỉ vào đây ngồi chơi với anh thôi Bà Thìn giật mạnh cái tay của ông Cảnh ra Anh đừng làm như vậy em không thích đâu Anh mà còn như thế nữa là em bỏ đi đấy Thấy bà Thìn phản ứng hơi mạnh Ông Cảnh liền rút trong túi ra từ 100.000 ấn vào tay bà Em cầm số tiền này mà trang trải Số tiền này bằng cả một tuần đi chợ của em đấy Em không cần phải làm gì cả Chỉ cần ở bên cạnh anh Làm anh vui là được rồi Chú đi chợ đầy nắng đầy gió Vất vả lắm bà thìn rú lại số tiền đó vào tay ông cảnh không không em không nhận số tiền này đâu anh cầm lấy đi thấy bà thìn có vẻ không lung lay nên ông cảnh dở văn trí phi hỏng ngay ông lao đến ôm chặt lấy bà miệng cứ hít hà vào người bà thìn như kiểu ngộ điên bà thìn thì gằn giọng bỏ em ra anh làm cái gì vậy anh bảo vớ vẩn là em hét lên đấy không khống chế được bà thìn nên ông cảnh tỏ ra khó chịu ra mặt lúc này bộ mặt thật của lão mới hiện ra Cô không biết điều gì cả. Tôi đã mua hàng cho cô, mua quần áo tặng cô, còn muốn cho tiền cô mà cô không nghĩ gì à? Em cứ nghĩ anh là người tốt, không ngờ anh lại đối xử với em như vậy. Ngày mai em sẽ mang quần áo đến trả anh. Thôi tạm biệt anh. Bà Thìn chạy vào trong buồng thay bộ quần áo vừa mặc ra để trả lại thì lão cũng lao vào luôn. Lão khóa trái cửa rồi nhảy bổ vào bà. Nào, chiều anh đi em, anh sẽ không để em thiệt đâu đừng đi bàn cá nữa, cứ về đây ở với anh là sẽ có tiền. Bà Thìn điên cuồng chống trả, anh mà làm vậy là em sẽ hét lên đấy. Em cứ hét thoải mái đi, cũng chả ai đến giúp em đâu, ở đây ai cũng biết anh là thằng thế nào rồi. Bà Thìn hốt hoảng co rúng người lại vào trong góc phòng, miệng cứ van xin liên tục. Em xin anh, anh tha cho em, em không phải con người như vậy đâu, anh đừng nhắm vào em nữa, anh tìm người khác đi, em xin anh, em không còn khả năng ấy nữa đâu. Lão cành thì lại hạ giọng xuống Em suy nghĩ lại đi Làm sao phải khổ vì cái thằng say vậy Anh biết là em lâu lắm rồi Cũng chưa làm chuyện đó Thì hãy để anh chiều em một lần Đừng tự làm khổ bản thân mình như thế Thế rồi lão giật chiếc giường lên Móc ra ở dưới là một chiếc nhẫn vàng ta ba chỉ Rồi tiếp tục móc ra trong túi vài trăm nghìn Lão tiến thẳng về phía bà Thìn Kéo tay bà lên Rồi sỏ chiếc nhẫn ấy vào tay bà Tất cả cái này là của em Mấy trăm nghìn này cũng là của em. Em làm anh vui, thì anh không tiếc em cái gì cả. Em biết chưa nhận này, em bán hàng cả năm cũng không mua được. Nào, hãy suy nghĩ lại đi. suốt một đời khổ cực vất vả, bà chưa bao giờ làm điều gì bậy bạ. Tuy không gần gũi với chồng đã hơn 10 năm, nhưng bà cũng không làm điều bậy bạ với ai bao giờ. Trong đầu bà chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Nhưng thực sự số tiền này quá lớn. Đối với một gia đình nghèo như bà, thì đó là cả một gia tài, không phải một năm đâu mà cả đời bà cũng chẳng bao giờ mơ có được chiếc nhẫn. Dù cả mấy trăm nghìn này nữa sẽ giúp được bà rất nhiều việc. Tự nhiên đồng tiền làm bà hoa mắt, cái sự tham lam vật chất bắt đầu trỗi dậy. Ông Cảnh thì cố ấn số tiền vào tay bà, bà Thìn thì vẫn không biết mình nên phải làm gì, gương mặt vẫn còn để sự căng thẳng. Nếu em làm anh vui, không chỉ có chỗ này đâu, mà em muốn gì anh cũng chiều. Không phải người phụ nữ nào anh cũng cho như thế này đâu. Chẳng qua anh biến em thật sự, thương em nữa, nên anh mới đánh đổi như vậy đấy bà thìn thì vẫn ngồi khép nép vào góc nhà giờ đây bà đang nghĩ về người chồng vũ phu nghĩ về đứa con không có tiền đóng học nghĩ về ngôi nhà tành toàn không có nổi một đồ vật giá trị tự nhiên bà muốn nhắm mắt làm liều bà muốn hy sinh thử một lần một đánh đổi nó để có được đồng tiền gương mặt bà bắt đầu dịu xuống như muốn nói là chấp nhận lời đề nghị của ông cảnh thế bà thìn vẫn im lặng gương mặt không còn căng thẳng nữa nên ông cảnh bắt đầu lần tới cái tay bắt đầu dạo chơi khắp nơi trên cơ thể bà. Vậy là bà ấy đã đồng ý, không còn phản ứng như trước nữa, vì nhẫn bà đã đeo trên tay rồi mà. Thế rồi ông Cảnh đã ẵm bà lên giường, cứ thế mà lao vào hành sự. Bà Thìn thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặt mũi nhăn nhó hết cả lên, lão Cảnh thì vồ vập hùng hục như trâu. Có lẽ lâu lắm rồi, lão chưa được gần gũi với đàn bà, nên lão tỏ ra điên cuồng mạnh bạo. Bà Thìn co rúm người chịu đựng những đợt tấn công cuồng phong của lão, có lẽ ở cái tuổi này, cái chuyện đó đối với bà không còn là sự thích thú gì nữa. Nó giống như một trận tra tấn thì đúng hơn. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì tiền. Bà nhận nhịn chịu đựng sự nhục nhã tuổi hơn để có được một số tiền nhỏ để lo cho gia đình. Nhưng nếu bà không chấp nhận lấy số tiền đó, thì lão cũng lao vào tấn công bà thôi. Một nam một nữ trong phòng, dục vọng thì đang dâng trào, thì cứ gì mà lão cảnh tha cho bà chứ. Nhìn bà nhăn nhó chiều lão mà thấy đến khổ sở, lão bắt bà phục vụ đủ kiểu hết chiêu trò này đến chiêu trò khác chỉ với mục đích làm cho hắn thỏa mãn những âm thanh lão gây ra làm bà thìn cảm thấy ghê sợ suốt trong quá trình hành sự không ai nói với ai một câu nào cũng phải đến gần một tiếng đồng hồ lão mới chịu buông tha cho bà lão nằm ngửa ra giường miệng thở như chồng đánh đôi mắt lờ đờ như sắp chết vậy là sau vài ngày chăn rắt lão đã đạt được mục đích của mình lão có thể đánh đổi cả mấy chỉ vàng chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu khốn khiếp của mình. Bà Thìn thì tái nhợt mặt mũi, sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đều hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt đỏ hoa, vừa tuổi vừa giận dữ, bà mặc kệ lão nằm thở ở đó, bà mặc quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân của bà thật vội vàng, bà không còn tâm trí nào mà buôn bà nữa. Bà đi thẳng về nhà, vừa ra khỏi chợ huyện thì bà bật khóc. Bà thấy nhục nhã ê chề, tuổi thân cho số kiếp tàn tạ Bà không thể ngờ chỉ có mấy ngày đi chợ huyện Lại xảy ra nhiều chuyện tầy đình như vậy Bà cũng không ngờ Lão già mình từng mến mộ Lại có ý đồ xấu xa như vậy Bà đưa cánh tay mình lên Nhìn chăm chú vào trước nhẫn Móc số tiền trong túi ra ngắm lại lần nữa Rồi bà lại tự đặt câu hỏi Bản thân mình có tồi tệ không Lựa số tiền ấy có đáng không Rồi bà lại tự an ủi mình Nó đáng lắm, Tại mình hy sinh chịu đựng Để chồng con có cuộc sống ấm lo Còn hơn là vất vả sớm tối <laughs> Và từ đó thì không còn ai thấy bà xuất hiện trên chợ huyện nữa. Lão Cảnh thì vẫn lượn lờ rình mò xem có sự xuất hiện của bà Thìn không. Nhưng mãi mãi sẽ chẳng gặp bà. Bà sợ khu chợ huyện, bà sợ lại một lần nữa gặp lão. Bà tự hứa với bản thân mình rằng dù có chết cũng sẽ không bao giờ lên chợ huyện bán hàng nữa. Các bạn thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện. Và sau khi nghe chuyện xong, các bạn đừng quên nhấn like, comment, share và ấn vào hình quả chuông để nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.